Đức Thánh Cha tiếp phái đoàn chính thống Constantinople. Đức Thánh Cha của vò giáo hội chính thống Constantinople và Công giáo tiếp tục hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn giữa hai giáo hội. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến phái đoàn tòa thượng phụ chính thống Constantinople đến Roma dự lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, bổn mạng giáo hội Roma ngày 29 tháng 6 năm 2017. Phái đoàn do Đức Tổng giám mục Job của giáo phận Tenmesso hướng dẫn. Ngài cũng là đồng chủ tịch Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống giáo. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự trao đổi phái đoàn giữa giáo hội Roma và Chính thống Constantinople nhân dịp lễ bổn mạng của hai bên gia tăng nơi chúng ta ước muốn tái lập trọn vẹn sự hiệp nhất giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống, điều mà chúng ta đã nếm hưởng trước trong cuộc gặp gỡ huynh đệ, trong kinh nguyện chung và trong việc cùng nhau phục vụ tin mừng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến kỷ niệm cách đây 50 năm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đến viếng thăm Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople hồi tháng 7 năm 1967 và cuộc viếng thăm của Đức Thượng Phụ Athenagoras tại Roma vào tháng 10 tiếp đó. Tấm gương của các vị mục tử can đảm và sáng suốt được động lực duy nhất là tình yêu đối với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa thúc đẩy, khích lệ chúng ta tiếp tục hành trình tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn. Cách đây 50 năm, hai cuộc viếng thăm ấy là những biến cố khơi dậy niềm hy vọng bao la và sự phấn khởi nơi các tín hữu của giáo hội Roma và Constantinople, có phần đưa đến quyết định gửi các phái đoàn đến dự lễ bổn mạng của nhau, điều mà chúng ta đang tiếp tục làm ngày nay. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói đến khóa họp sắp tới của tiểu ban phối hợp thuộc Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống do Đức Tổng giám mục Job và Đức Hồng y Colcroft đồng chủ tòa. Ngài nói: "Tôi cầu mong cuộc họp này trong tinh thần thiêng liêng lắng nghe ý Chúa và trong sự ý thức mạnh mẽ về hành trình mà nhiều tín hữu Công giáo và Chính thống tại nhiều nơi đã cùng nhau thực hiện, được kết quả dồi dào cho tương lai cuộc đối thoại thần học."